Lionel Messi và danh hiệu cầu thủ vĩ đại nhất thế giới sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa. Nhưng gì số phận nợ chàng trai nhiệm màu này đã được trả đủ trong đêm lưu sai huyền diệu. Nước mắt rơi xuống nhưng vinh quang đội lên đầu. Xin chào nhà vua mới của bóng đá. Có nhiều cách để sống một đời trọn vẹn nhưng sống kiểu Messi chắc là tuyệt nhất. Còn gì điên rồ hơn khi ở trong trận đấu quan trọng nhất đời người, tâm trạng lại đi theo quỹ đạo như trò tàu lượn siêu tốc. Messi thật sự là đứa con của số phận với người cha rất thích đua. Ông ta đã chiều người Messi hết lần này tới lần khác, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn dành cho anh phần thưởng xứng đáng. Nước chủ nhà Qatar cũng thật tinh tế khi họ đã chuẩn bị sẵn một chiếc khoang bao để khoác lên người chiến thắng. Anh ta cầm cúp vàng đi trên một cái bục thật lớn có hình vô cực. Đây chẳng phải sự nghiệp Messi thu nhỏ hay sao? Bởi lẽ ở tuổi 35, sức mạnh của Messi vẫn không có giới hạn. Trận chung kết này thực sự xứng đáng đi vào biên niên sử của nhân loại. Cảm xúc bị bóp nghẹt đến mức những gã đàn ông ga lì nhất, xanh xỏi nhất cũng phải bật khóc giữa chừng. Nước mắt rơi rồi lại phải khô. Những khúc cua xuất hiện liên tiếp và Messi ở đâu giữa vòng xoáy đấy. Đã có lúc, người ta tưởng như Messi lại đi lạc trong chính định mệnh của mình. Sút tung lưới Lloris tới 3 lần, vậy mà Messi cũng chẳng nắm được bất cứ thứ gì, phó mặc tất cả vào cái chân phải của Montiel. Có lẽ ít ai để ý, chính Messi là người để mất bóng dẫn tới bàn gỡ hòa 2-2 của Pháp. Điều đấy là dấu ấn cuối cùng của La Puga trong trận cầu mà Kylian Mbappe xuất sắc không kém, cực bóng đá sẽ chính thức đổi ngôi. Nhưng dù với cả hat-trick của mình, Mbappe cũng đành ngậm ngùi đứng số 2 thế giới mà thôi. Messi với hồi quang phản chiếu đã dùng toàn bộ phần năng lượng còn sót lại kéo thăng bằng cho Argentina. Những người Nam Mỹ quả thật không bao giờ thôi khoái cho máy rủi, tự đặt mình vào thế đi trên dây và tạo ra trận chung kết khó tin nhất lịch sử. Không cúi đầu nữa, không chấp nhận nữa, Messi phản kháng dữ dội nhưng tai ương từ trên trời rơi xuống. Sức chiến đấu của Messi thật kinh khủng, cứ chạy rồi sút tới tận những phút cuối hiệp chính và cả những phút cuối hiệp phụ. Đến tận luật luân lưu may rủi, người Argentina cũng buộc phải đẩy Messi đi lên tiền tuyến. Sau tất cả, Messi đã hoàn thành trọn vẹn mọi nhiệm vụ của mình, anh đã chơi với định mệnh ấy đến tận cuối cùng, thi gan trong trò chơi mà mình luôn thất bại. Nhưng người Trung Đông huyền bí, tại kỳ World Cup cuối cùng theo thể thức 32 đội, một chương huy hoàng được đóng lại với gương mặt rạng rỡ của Messi khắc lên trên. Cuối cùng, số phận cũng phải chịu thua Messi và công nhận anh là vĩ đại nhất. Khi đã rất gần bên cuối trong sự nghiệp đăng đẳng hai thập kỷ, La Puga mới thực sự hiện nguyên hình là con dê vàng trong truyền thuyết. Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, Lionel Messi còn chinh phục thêm một loạt kỷ lục khi Argentina thắng Pháp ở chung kết tối 18 tháng 12. Messi lập kỷ lục mới ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Lusail, bởi đây là trận thứ 26 của anh ở World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trước đây. Chủ nhân cũ của cột mốc này là cựu danh thủ Đức Lothar Matthäus với 25 trận. Trong 26 trận đất đấu, có đến 19 lần Messi đeo băng thủ quân, qua đó dây chắc kỷ lục về số trận làm đội trưởng ở World Cup. Đứng sau anh là Rafa Marque với 17 trận cùng Mexico và cố huyền thoại đồng hương Maradona với 16 trận. Với cú đá 11m ở phút 23, Messi còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở vòng bảng và mọi trận đấu thuộc vòng knockout trong một kỳ World Cup. Trước đó, anh đều đặn kỳ mỗi trận một bàn vào lưới Australia ở vòng 1/8, Hà Lan tại tứ kết rồi Croatia ở bán kết. Tại vòng bảng, Messi đã nhả đạn vào lưới Ả Rập Xê Út rồi Mexico ở hai lượt đầu tiên. Trận duy nhất anh không ghi bàn ở giải lần này là lượt cuối vòng bảng hạ Ba Lan 2-0. Thêm 2 bàn vào lưới Pháp ở chung kết, Messi đặt tổng cộng 13 bàn trong lịch sử tham dự World Cup, cộng thêm 8 kiến tạo. Tiền đạo thủ quân của Argentina tham dự trực tiếp vào 21 bàn tại giải đấu năm nay. Đây là điều không cầu thủ nào làm được từ khi hãng số liệu Opta và FIFA tính đến thống kê này năm 1966. Trước trận chung kết, cựu trung vệ Paolo Maldini giữ kỷ lục về số phút thi đấu ở World Cup với 2.217 phút. Messi đứng kế sau với 2.194 phút. Vì thế, tính đến phút 24 của trận đấu trên sân Lusail, anh đã vươn lên và phá sâu kỷ lục này, như là khi trận đấu kéo dài đến hết hai hiệp phụ. Cảm xúc dường như vỡ òa sau trận chung kết. Messi nói, vô địch World Cup là ước mơ của mọi cầu thủ. Tôi may mắn vì đã đoạt mọi danh hiệu bởi World Cup đã ở đây rồi. Messi đã đạt 39 danh hiệu trong sự nghiệp ở mọi giải đấu anh đã có mặt, nổi bật là La Liga, Ligue 1, Champions League, Copa America và giờ là World Cup.
Đó là chưa kể chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và huy chương vàng bóng đá nam Olympic 2008. Thủ quân Argentina còn cho rằng anh đã biết trước Chúa sẽ trao cho anh chức vô địch này. Được biết, Argentina sẽ thắng bằng cách này. Trận đấu diễn ra theo cách điên rồ nhưng càng tuyệt vời cho Argentina. Còn gì để nói về trận ấy nữa? Bóng đá thực sự là môn điên rồ. Tôi muốn dành chức vô địch này cho người Argentina. Một tin cực vui nữa, đối với người hâm mộ, đó là Messi cũng lại bỏ khả năng anh sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau giải này. Dĩ nhiên tôi muốn kết thúc sự nghiệp theo cách này vì không gì tuyệt vời hơn vô địch World Cup, nhưng tôi vẫn muốn chơi thêm nhiều trận nữa với tư cách nhà vô địch thế giới. Cả Pháp và Argentina đều quá xuất sắc trong trận đấu cân tài cân sức này, cho dù là ai chiến thắng đi nữa thì đều thực sự xứng đáng. Trên mạng, hàng loạt comment chia vui với đội tuyển Argentina, nhưng nhiều nhất phải kể tới câu nói, đây là một trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá. Trên mạng là vậy, còn ở bên ngoài thực tế còn là không khí náo nhiệt hơn rất nhiều và chắc chắn người dân Argentina đã có một đêm không cần ngủ vì vui sướng. Hàng trăm ngàn người dân Argentina vỡ òa khi đội nhà giành chức vô địch World Cup 2022 và đổ ra đường ăn mừng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau trận đấu kịch tính với đội tuyển Pháp tại chung kết World Cup 2022, những đám đông quy mô từ hàng nghìn tới hàng trăm nghìn người ở Argentina đã tràn ra đường phố để ăn mừng đội tuyển lên ngôi vô địch. Đường phố thủ đô Buenos Aires ngập tràn những tiếng hô, những tiếng kèn ăn mừng khi cổ động viên Argentina say sưa trước chiến thắng của đội nhà. Họ dành cho nhau những cái ôm hạnh phúc trên đường phố và nhiều người đã bật khóc vì sung sướng. Các con đường ở Buenos Aires tắc cứng vài giờ sau trận chung kết ở World Cup 2022 kết thúc. Đám đông người hâm mộ tập trung mở các con đường lớn trong khi tàu điện ngầm của thành phố phải tạm đóng cửa. Tại tượng đài Obelisk ở Buenos Aires, hàng chục nghìn người hâm mộ Argentina đã tập trung về đây ăn mừng. Tôi 35 tuổi và đã chờ đợi hàng chục năm cho khoảnh khắc này trong cuộc đời mình. Không thể tin được, tôi đã chờ rất lâu cho giấc mơ này. Cổ động viên Soledad Palacios chia sẻ khi đang ăn mừng trên đường phố. Lola Del Valle, sinh viên đại học 22 tuổi, thậm chí còn nhấn mạnh rằng người dân Argentina vẫn ăn mừng trước màn thi đấu tuyệt vời của Messi tại World Cup 2022, bất kể kết quả trận chung kết ra sao. Messi đã trải qua mọi thứ, anh ấy đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu và cuối cùng anh ấy đã làm được, Valle nói. Tại Rosario, quê nhà của Messi và Axel Di Maria, những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Argentina trong trận chung kết, người hâm mộ vui mừng khoác vai nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Đội tuyển quốc gia đã gắn kết mọi người lại với nhau. Bạn có thể thấy, người hâm mộ câu lạc bộ Newell's Old Boys và Rosario Central ôm nhau cùng hát vang. Đó là điều tuyệt vời nhất. Nahua Sentaro, 21 tuổi, nói: "Đội tuyển xứng đáng với chiến thắng, Messi xứng đáng hơn ai hết vì cậu ấy chưa bao giờ bỏ cuộc và đã cố gắng rất nhiều." Martin Reina, 23 tuổi, chia sẻ. Chức vô địch còn được đánh giá là niềm an ủi tinh thần với người dân Argentina trong bối cảnh nước này đang trải qua nhiều vấn đề về kinh tế và cả chính trị.